Thưa quý vị, ban nhạc rock Scorpion huyền thoại sẽ có mặt và biểu diễn trong lễ hội âm nhạc gió mùa Monsoon Music Festival 2016 được tổ chức tại Hoàng Thành Thăng Long từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 10 năm 2016. Điểm đáng chú ý là từ năm nay tới năm 2020, chủ đề đồng hành cùng lễ hội âm nhạc uy tín này vẫn sẽ là văn hóa giao thông nhằm khởi động một chiến dịch truyền thông trách nhiệm xã hội tác động đến công chúng với mục đích thay đổi thái độ và hành vi trong giao thông hàng ngày. Lễ hội âm nhạc gió mùa bởi Tubo 2016 sẽ đem đến cho khán giả những màn trình diễn chuyên nghiệp với đẳng cấp quốc tế qua các thể loại âm nhạc pop, rock, jazz, world, EDM, soul, R&B với sự góp mặt của nhiều nhóm nhạc đến từ Anh, Mỹ, Đan Mạch, Pháp, Thụy Điển, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nam Phi. Đặc biệt, điểm nhấn của lễ hội âm nhạc quốc tế gió mùa năm nay là nhóm nhạc rock huyền thoại Scorpion của Đức. Cái âm nhạc sẽ là mang lại những cái cảm hứng, giới thiệu những cái dự án âm nhạc mới, mang lại niềm vui, cảm hứng cho tất cả mọi người. Và nó sẽ tạo nên một cái không khí lễ hội mà tất cả nghệ sĩ cũng như là khán giả đều cảm thấy đấy là một cái sản phẩm của mình. Tôi nghĩ đấy là một cái giá trị mà chúng tôi sẽ xây dựng và mang lại cho thủ đô Hà Nội. Khác với năm ngoái, có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt Nam. Năm nay chỉ có hai ca sĩ Việt Nam là Mỹ Linh, Tùng Dương và nhóm nhạc PB Nation. Qua cái festival này thì tôi cũng sẽ có thêm nhiều các bạn trẻ quan tâm đến âm nhạc của tôi và ban nhạc anh em. Còn một điều nữa làm cho tôi rất là tự hào, đấy là năm nay con gái tôi là Anna Trương cũng sẽ tham dự ở trong Monsoon 2016 này, và không phải là tham dự với một tư cách là một thành viên trong gia đình mà là tham dự với tư cách là sáng tác và ca sĩ chính của một ban nhạc được đến từ Đại học Berkeley, là đại học âm nhạc ở tại Mỹ. Được gặp gỡ, được giao lưu, được nghe, được xem các nghệ sĩ nước ngoài chơi nhạc là một cái cơ hội để cho hai anh em có thể học hỏi được nhiều hơn nữa về kỹ thuật cũng như là về chuyên môn. Bên cạnh đấy là được thưởng thức cái không khí lễ hội âm nhạc rất là văn minh, rất là trẻ và rất là sôi động của Hà Nội. Monsoon Music Festival 2016 tiếp tục phát huy tinh thần âm nhạc đa dạng phong phú, góp phần định hướng thẩm mỹ thưởng thức của khán giả. Bên cạnh đó, với chủ đề văn hóa giao thông, lễ hội âm nhạc còn muốn gửi gắm thông điệp muốn đóng góp chung tay thay đổi thói quen tham gia giao thông của người Việt Nam trở nên thân thiện và có văn hóa hơn. Monsoon Music Festival 2016 vẫn tiếp tục tổ chức các hoạt động biểu diễn đường phố từ tháng 9 như một nét văn hóa của lễ hội gió mùa hàng năm.